Mình đang có một cái ảnh bằng tiếng Anh đấy nhá. Mình sẽ dịch ngay sang tiếng Việt trên cái bức ảnh này. Dịch này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ngay lập tức cái ngôn ngữ nó chuyển sang tiếng Việt rồi. Bình thường khi các bạn muốn dịch một cái đoạn văn bản nào đó, ví dụ như từ tiếng Việt sang tiếng Anh này, hoặc là từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc là bất kỳ một cái ngôn ngữ nào mà các bạn muốn dịch, thì các bạn phải lên các bạn vào, các bạn gõ Google dịch, các bạn vào mới dịch được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách dịch văn bản khá là nhanh, đặc biệt khi các bạn dùng điện thoại iPhone, đó là các bạn có thể dịch trực tiếp văn bản ở trên cái camera của các bạn, mà các bạn không cần phải vào một cái trang nào đó để các bạn gõ, ví dụ như vào trang Google dịch chẳng hạn, không phải mất thêm một cái thao tác thứ hai nữa, rất là nhanh và tiết kiệm thời gian. Thì bạn nào mà chưa biết đến cái cách dịch văn bản trực tiếp ở trên camera điện thoại iPhone thì tham khảo ngay video này của mình nhé. Rồi, bắt đầu vào trong video của mình nhé. Khá là đơn giản thôi, những cái cách này mà mình hướng dẫn cho các bạn ấy khá là nhanh và các bạn chỉ việc thao tác một hai bước đơn giản như sau. Thì đó là cái tính năng dịch văn bản trực tiếp ở trên điện thoại iPhone. Những bạn nào dùng cái tính năng này ấy, thì các bạn phải dùng hệ điều hành iOS 18 trở lên nhé. Các bạn vào cho mình phần cài đặt này. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình mục cài đặt chung của máy ấy. Và các bạn sẽ di chuyển xuống phần đây, phần ngôn ngữ và vùng các bạn sẽ chọn vào. Các bạn di chuyển xuống phía cuối cùng. Ở trong cái phần này có cái mục là văn bản trực tiếp. Đây các bạn đây thấy đây. Nếu bạn nào mà chưa bật cái phần văn bản trực tiếp này lên ấy, thì các bạn hãy bật lên nhé. Đây, chọn văn bản trong hình ảnh để sao chép hoặc là thực hiện tác vụ. Đấy, thì khá là nhanh. Bây giờ các bạn chỉ việc bật cái này lên là các bạn có thể sử dụng được. Các bạn thứ nhất, cách thứ nhất để dùng ấy, đó là các bạn có thể dịch cái văn bản trực tiếp trên cái bức ảnh. Thứ hai là các bạn có thể dịch trực tiếp trên camera của các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn hai cách để biết được cái tính năng hay của cái phần là văn bản trực tiếp này nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn cái tính năng dịch văn bản ở trên camera điện thoại trước nhé. Đây thì bây giờ mình đang có một cái hộp nhé và có cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh nhé. Đây khi các bạn quét vào nhé, quét cái camera vào cái phần này, này. Đấy, cái phần trung tâm của cái ô chữ nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần ở phía dưới này, này. Có cái phần ô này này, các bạn nhấn vào nhé, ô vuông vuông như tay mình chỉ đây này. Các bạn chọn vào này. Đấy, các bạn chọn vào. Sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn nhấn vào đây này. Mình thử lại cho các bạn nhé. Đấy. Các bạn giữ nguyên nhé. Đó. Rồi. Sau khi các bạn nhấn vào nhé, thì các bạn sẽ chọn vào cái ô đó thì nó sẽ đây này, nó sẽ chụp cho các bạn cái phần là văn bản mà các bạn muốn dịch nhé. Sau đó thì các bạn sẽ thấy ở bên này có cái phần là dịch thuật. Các bạn sẽ chọn vào. Các bạn chọn vào. Đấy. Các bạn chọn vào và dịch nhé. Đây này. Các bạn sẽ thấy rằng ngôn ngữ dịch là tiếng Việt nhé. Đấy, chất liệu là nhựa ABS cao cấp này, dòng điện làm việc là 400 mAh này. Đấy, thấy chưa? Rất là hay nhé. Đấy là các bạn có thể đưa camera của các bạn vào bất kỳ một cái vị trí nào có văn bản, các ngôn ngữ ví dụ như tiếng Anh này, tiếng Nhật này, vân vân, thì các bạn có thể thao tác đúng như mình thao tác vừa rồi. Rồi, tương tự thì ở trên cái bức ảnh các bạn cũng thực hiện cho mình như vậy nhé. Đây là những cái bức ảnh mà mình đã chụp sẵn. Đây, mình đã chụp sẵn này. Đó. Thì ở đây là ngôn ngữ tiếng Anh nhé. Đây, mình sẽ thử cho các bạn này. Khi các bạn di chuyển vào những bức ảnh này, các bạn cũng nhìn xuống phía dưới góc này, có cái hình ô vuông này. Đấy, cái phần quét này các bạn nhấn vào. Đó. Nó cũng hiện ra cái phần là dịch thuật ở đây, các bạn sẽ nhấn vào. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đã dịch sang tiếng Việt rồi nhé. Tiếp tục này. Ở đây cũng vậy. Đấy, các bạn cũng chọn vào và các bạn chọn phần dịch thuật. Đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy đây này. Các bạn nhìn này, những cái tiếng Anh nó đã chuyển hết sang tiếng Việt rồi. Các tính năng này, ghê chưa? Và mình sẽ thử cho các bạn một cái ngôn ngữ khác nhé. Đây, đây ví dụ cái ngôn ngữ này, mình không biết tiếng Trung hay tiếng Nhật đây. Các bạn cũng chọn vào, thì toàn này. Đấy, này, các bạn chọn chưa? Này cũng đã ra tiếng Việt hết nhé. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách này trên hai cái cách đó là một là dịch trực tiếp ở trên camera, hai là các bạn có thể chọn cái văn bản. Các bạn chụp sẵn những cái ngôn ngữ mà không phải tiếng Việt thì các bạn có thể dịch sang tiếng Việt nhé. Rất nhanh đúng không các bạn, và
tiết kiệm thời gian. Đó là cái cách để các bạn có thể dịch văn bản trực tiếp bất kỳ một cái ngôn ngữ nào ở trên camera điện thoại iPhone sang một cái dụ tiếng Việt tiếng Anh hoặc tiếng Anh sang tiếng Việt. Các bạn có thể tham khảo trong video này của mình hướng dẫn vừa rồi. Và nếu các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời, những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.